nhân phường Rối Nước sẽ biểu diễn miễn phí phục vụ nhân dân 2 ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Nguyên đán kỷ hợi năm 2019. Các tiết mục Rối Nước đã thể hiện nhiều thích trò cổ truyền của Rối Nước quen thuộc như múa tễu giáo đầu, múa rồng, múa tiên và nhiều thích trò mới phù hợp với cuộc sống hiện nay để ca ngợi nông nghiệp, đánh bắt cá. Hoạt động biểu diễn Rối Nước trong dịp Tết nằm trong hoạt động mừng Đảng mừng Xuân của tỉnh do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện ở cả lĩnh vực thể thao và văn hóa. Cũng trong dịp Tết Nguyên đán 2019, Bảo tàng tỉnh Hải Dương đã mở cửa cho khách và nhân dân trong tỉnh tham quan triển lãm về lịch sử Hải Dương, về Bắc Hồ và gốm sứ của tỉnh từ ngày 4 tháng 2, tức từ 30 Tết âm lịch tại Bảo tàng tỉnh.